chào các bạn, mình là Hòa Vlog. Đây là Thanh Giang Vlog. Giang Vlog. Giang Vlog. Đây là Đạt Vlog. Không, anh không phải là Vlog. Anh là Vlog. Xin chào các bạn, đây là chuyến đi Mai Châu của Hòa Vlog. Đây là đồng đội của tôi. Nào, xếp hình nào. Các bạn nhìn này. Máy quay cũng ngoài gì vậy? Ở đây có cái bờ đấy, thích thì đi hẳn vào ruộng lúa mà chụp. Xong đứng đây lấy cái cảnh kia đẹp cực kỳ luôn kìa. Đứng đây cho anh. Em béo lắm, đứng vào đây. Đứng vào đây chứ. Đây là điểm săn mây hang kia. Hai phê lốc à? À, đây là MC Hà Hòa. Các bạn ủng hộ cho kênh Hà Hòa Vlog bằng cách đăng ký kênh của Thích Biêu Nắng. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ cho mọi người đi săn mù. Các bạn đừng theo dõi kênh của Hà Hòa Vlog mà hãy sang đăng ký kênh của Thích Biêu Nắng. Săn mây Thái Chi Đa.
Mây thì nhiều mây quá rồi. Mây quá. Nếu mà trời nắng lên. Ô này, trời đang nắng này, có khi đợi một lúc nữa. Đang hứng đấy, có khi cố gắng đến chiều là nó được. Thật. Nhiều mây quá mọi người ạ. Mù mịt ra. Kể như mà có lôi anh em đợi đến chiều được anh thắng. Ừ. Nắng rồi đấy. Người ta bảo là chiều đây có mây mà. Đúng rồi. Ai bảo? Bây giờ anh em mình lôi thằng Vũ ra đập cho nó một trận. Ờ. Giờ chỉ cần nó lên một tí là có mây. Thật ạ. Hà Hòa Vlog. Xin chào các bạn. Hà Hòa đang có mặt tại hang kia bà cò. Và hôm nay chúng tôi đến đây để trải nghiệm một chuyến săn mù. Các bạn hãy xem đi. Đây là quang cảnh mây mù răng lối. Nói chung là địa điểm này thì trời nắng đẹp. Live stream chủ lái xem đánh bản quyền này không phải là live stream mê nhở. Ê hoa dạ quỳ nó cũng hơi hơi có. Em đang cảm nhận được sự nắng lên đấy anh. Đúng rồi, nó đang nắng ở đây. Em đang cảm nhận sự nắng lên. Xuống đi. Anh em cứ lôi Vũ ra đánh cho nó một trận trời nắng mà. Kia kìa, chỗ nó hay đứng kìa. Em nhìn thấy mọi người rồi. Cháu ơi, cất Vũ đi. Cho nhẹ đâu. Mọi người có thấy em không? Ở đâu? Thanh niên Tùng tuổi lợn nhưng mà cầm tinh sinh ra là giờ con khỉ. Nhiều khi cầm nên tinh là chó đi như chó ái. Em không không nhìn một cái cảnh nào đấy có thể tạo dáng được cái hôm đâu anh Thái? Hả? Hôm stay đâu? Hôm stay đó. Đấy. Không không có. Không có. Đây là phòng ở của người ta. Ồ. Của người dân hả? Giá như có mấy cái cơm nắm thôi nhở? Bọn mình ngồi đây đợi. Em thấy không khí hay nắng là anh đấy. Ra mua tạp hóa mua gì về đây chuẩn ăn nhỉ? Chuẩn bị nắng rồi. Ồ, chờ đi, chờ đi. Có khi vì anh Thiện lại tốt rồi. Còn ăn phần bây giờ hôm qua. Ôi, chỉ cần một tí thôi. Cái này có nước không Tử ơi? Có nước không? Thái ơi, chúng ta đừng đu đi. Hả? Có mấy cái? Có cái review xích đu rồi. Đây này, đây có một cây đào. Cái đào này hình như đang có hoa thật đấy chứ. Ôi nắng đấy rồi đấy. Đấy, đang nắng ở đây. Một lúc nữa là tan mây thì địa điểm này sẽ là một thiên đường mây. Đây quang cảnh hoang sơ thật. Giữa đây là một cái kia thang cổng trời. Đây Hà Cúc. Hà Cúc dạy. Đây là những điểm mà người thường hay check in. Nhiều mây quá nhưng mà quá nhiều mây. Mây quá nhiều đến quá mức nhưng mà chẳng thấy gì. Địa điểm này thì nếu mà kết hợp đi Mộc Châu thì hay hơn. Thì Mộc Châu từ cái đường quốc lộ 6 rẽ vào đây là tầm khoảng 10 km. Đường đi đường nhựa và đường bê tông. Có thể đi được bằng ô tô. Ok, mình sẽ tắt và đợi mây quang thì sẽ chụp. Đây là khung cảnh điểm săn mây hang kia. Khá nhiều mây. Sáng nay mưa nên là nhiều mây quá vậy. Không thấy gì.
Thấy chưa? Trời quăng mây rồi. Đẹp nhờ. Phê thế. Em còn ở đấy à? Cam của anh đâu anh? Đây đây đây. Mọi người đang học cũng còn hay cam của anh. Ôi dồi ôi, quăng đẹp thế. Em quay cho từ từ. Em quay cho ai rồi cũng. Em quay cho ốc một kiểu, quay cho chị một kiểu nhá. Sao em sinh vào tuổi khỉ ấy, sao mà em trèo giỏi thế? Chị ơi, chị quay nhá, chị quay cho em nhá. Ừ. Từ từ, em đi xuống, đợi em đi xuống. Mày đẹp chưa? Cẩn thận em ơi, cái bậc này trơn lắm đấy. Ngã cái là thôi đấy, về đất mẹ luôn. Thôi mình bay phần tay cam đi. Mọi người tập trung chỗ nào đi, anh em mình bay chung đi. Thì đúng không? Cái này quay nhá. Anh ngồi đâu quay cho em nhá. Xuống dưới đâu? Đây là. Xong bọn mình đi may mắn nhỉ. Đi mây mù mịt xong đến nơi check in thì trời quang mây.